bây giờ phải xử hai mẹ con mày sao đây? Hả? Cái dây điện như thế này mà hai mẹ con mày cắn được hả? Ừ? Giờ cắn như này rồi giờ sao mà xài được nữa? Nghĩ sao vậy? Nhắc tới bao nhiêu lần rồi? Ừ? Cái mặt con nhỏ con này này, chỉ bao nhiêu lần rồi mà không được? Hả? Bây giờ mày muốn sao? Muốn tao đuổi mày đi đúng không? Ừ? Mày nhìn cái gì mày tội lắm hả? Mày biết mày cắn bao nhiêu dây điện rồi không? Ừ? Cả hai mẹ con. Mày đi đâu? Đứng lại. Tao đã nói xong đâu mà mày đi. Đứng im đấy. Ừ? Giờ mày muốn sao? Hả? Mày muốn tao đánh mày đúng không? Mày bỏ tay ra. Không biết dạy con mà còn che à? Ừ? Nó giận đi bao nhiêu lần rồi mà không dạy được con mày thì để tao dạy. Nào, nhắc bao nhiêu lần rồi không được. Nó không dạy được con mày thì để tao dạy chứ. Mày che hả? Thích che không? Đánh cả hai mẹ con bây giờ chứ thích che không? Ừ? Mày có thích che không?